Hôm nay con Blackberry cổ điển. Mới đầu thử chơi. Trực tiếp thì có sao không? Nó đăng lên luôn à? Nó đăng lên luôn. Anh để em để nếu mà ấy để chế độ riêng tư hoặc là trực tiếp lên cũng được, xong rồi đến lúc mình vào cái chỗ mình chỉnh sửa thì để chế độ riêng tư thì nó chuẩn, đến lúc nó nhạc kia nó bản quyền vào thì mình đỡ bị ấy. Muốn viết nhỉ, cái nút này là năn để cho nó chuyển vào con chọn. Có con này đéo biết chơi rồi. Cái lòng xin mới sao vào mất mẹ sống. Ngu người. Đây sửa mic này. Bạn cậy cái mic này lên. Mang mic này cho bạn vệ sinh đi. Mật khẩu máy là gì ấy chị ơi? Máy 8003. Cái này phải câu à? Nhỉ? Câu. Anh lấy mic mới. Câu mic. Mẹ là kiểu loạn nhà. Con này phải cho cách ly ở một mình. Chơi. Đang nằm vẫn
trường ấy. Điên. Dây điện thoại đấy.
baby từ chị ạ. Cậu dám baby từ chị ạ. Cậu không thích. Đèn thích đúng không? Hơi lửa. Em hơi lửa. Hơi cho em một hàn hơi cái quậy quậy phát là hàn xịt. Chắc không sao. Cho nhựa thông à? Hay à? Cái này gọi là cái này giấy kim. Xong gọi cái kia lại 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 đang quán dạ dạo là bí có đâu nào đâu xăng nó không không có đâu nào hỏi đám bọn dân nó nha. Chắc nó dùng thôi hả? Đây nha, lấy mâm đây đây lấy kim này đấy nghe không có đấy. Bây giờ dùng cái thiết bị này để kiểm tra sóng nhá, sóng điện thoại nhá. Tôi chết bỏ mẹ mình làm chuột đéo là bị mẹ sóng. Đồng hồ nó lẩy kim lẩy là yeah.
Alo. 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 Ok. Loại. Ok nha. Mic nha. BlackBerry 8700. Sở mic. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn quảng cáo, chia sẻ video cho những các bạn khác xem. Ok.